hơn cả mũi mít. Trên thế giới, họ chuộng hạt mít vì chữa khỏi 6 loại bệnh sau. Trước giờ nghe truyền tai là ăn vào, đánh rắm thối có dám động đến đâu. Mít là một trong những món khoái khẩu của nhiều người bởi mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt đặc trưng của nó. Thông thường, khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ vào hạt, chỉ lấy phần thịt vàng ống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Ngăn ngừa ung thư. Nếu như ở các nước phương Tây có hạt hạnh nhân, hạt ốc chó, thì Việt Nam lại có hạt mít. Hạt mít bùi bùi chứa tinh bột tự nhiên và các hoạt chất thần kỳ giúp chống chọi căn bệnh ung thư quái ác một cách vô cùng hữu hiệu. Khoa học đã chứng minh ăn hạt mít luộc cùng với mật ong nguyên chất sẽ càng tăng dược tính mạnh mẽ. Trong mật ong và hạt mít có chứa những chất kháng virus cực mạnh, giúp tìm và tiêu diệt cũng như ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển từ sâu bên trong cơ thể. Ngăn ngừa táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh. Bổ sung sắt cho cơ thể. Sắt là một thành phần của hemoglobin. Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Nguyên nhân là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein, làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp tóc trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nghiền nát một củ khoai lang luộc, rồi vắt vài giọt nước cốt chanh, bôi lên da. Da toàn thân bỗng trắng toát sau một đêm, chỉ bằng củ khoai lang, tin được không? Nếu không tin, thử ngay. Tin chắc bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà mình nhận được đấy. Ước mơ có được làn da trắng sáng, mịn màng là điều mà mọi cô gái mong muốn. Nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Chính vì vậy, trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm tắm trắng da ra đời, đánh trúng được tâm lý của người dùng như trắng ngay và giá thành lại rất rẻ. Không ít cô gái đã rơi vào bẫy khi sử dụng những loại kem này mà không hề biết đến những hiểm họa chúng đem đến như kích ứng, gây mẩn đỏ, lở loét, nguy hiểm hơn là ung thư và họa tử da. Nhưng bạn đừng quá lo vì điều đó, bởi chỉ bằng những loại nguyên liệu sẵn có trong bếp sẽ giúp bạn thực hiện được mơ ước được làn da trắng như ý mà chẳng sợ hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên liệu cần có: một củ khoai lang, 1/2 túi sữa tươi không đường, một quả chanh tươi, một thìa mật ong, bát và thìa. Cách làm: khoai lang rửa sạch bùn đất bên ngoài bằng nước sạch rồi cho vào nồi luộc chín.
đến khi cò lăng đã được luộc chín thì vớt ra, bóc bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, rồi cho vào bát, dùng thìa nghiền nát để sử dụng. Cắt đôi quả chanh, rồi vắt lấy lượng nước cốt chanh tươi vào bát chứa kho lang đã được nghiền nát cùng mật ong với sữa tươi. Đánh đều bằng thìa để các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp sền sệt là được. Cách sử dụng. Bước 1. Làm ướt cơ thể bằng nước ấm trong vòng 30 giây, rồi lấy sữa tắm, tắm sạch cơ thể. Bước 2. Sau đó, dùng tay bôi đều hỗn hợp tắm trắng bằng khoai lang lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng. Chú ý đến những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối. Bước 3. Cứ massage đều như vậy trong vòng 1 đến 3 phút, thì lưu lại hỗn hợp thêm 15 phút. Bước 4. Đến khi thấy hỗn hợp khô lại, rồi rơi ra thì tắm sạch cơ thể bằng nước ấm. Dùng khăn lau khô nước trên người và thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm, tăng hiệu quả dưỡng trắng lên gấp nhiều lần. Đối với những phương pháp tắm trắng bằng khoai lang này, bạn nên sử dụng vào buổi tối. Chỉ đến sáng ngày hôm sau, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện một cách rõ rệt. Da trở nên mịn màng hơn, những vùng da tối màu dần trắng lên và đều màu hơn rất nhiều. Với những bạn hợp với công thức tắm trắng này, làn da có thể bật được 2 tông chỉ sau một lần sử dụng thôi đấy. Bởi trong thành phần của khoai lang có chứa nhiều tinh bột, protein, chất xơ, axit amin cùng vitamin A, B6, C và lượng khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kẽm, magie, sắt. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp nuôi dưỡng làn da, tăng độ đàn hồi, căng da, làm miệng các nếp nhăn và đặc biệt xem khít lỗ chân lông hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng tưởng ai cũng ăn được quýt. Người mắc bệnh sau thì đừng ăn kẻo mang họa. Không thể phủ nhận, quả quýt giàu dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, ăn quýt lại không tốt cho sức khỏe của một số người. Giá trị dinh dưỡng của quả quýt. Dưỡng chất trong quýt rất phong phú. Trong 100g thực phẩm hấp thụ, hàm lượng protein của quýt gấp 9 lần lê, hàm lượng canxi gấp 5 lần lê, hàm lượng phốt pho gấp 5,5 lần lê, vitamin B1 gấp 8 lần, vitamin B2 gấp 3 lần, vitamin C cũng gấp 10 lần. Quýt chứa thành phần chống oxy hóa, có thể tăng cao khả năng miễn dịch, chống sự phát triển của u bướu. Ngoài ra, quýt còn có tác dụng chống lại tia bức xạ của máy tính. Trong quýt chứa nhiều vitamin A và beta carotene, có thể bảo vệ da cho những người thường sử dụng máy tính. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong quýt còn giúp chống lại sự phá vỡ axit uric trong máu. Các loại axit hữu cơ và vitamin trong quýt điều hòa chức năng trao đổi chất trong cơ thể, đặc biệt là người già mắc bệnh tim. Tuy nhiên, trên thị trường có những loại quýt được ngâm ướp hóa chất để bảo quản được lâu, tránh mất nước và bóng đẹp. Những hóa chất này có thể ngấm sâu vào trong quả quýt, khi ăn có thể gây ra nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Chính vì vậy, người dân nên hết sức lưu ý khi chọn và mua các loại quýt, cam. Những người không nên ăn quýt. Mặc dù quýt là loại trái cây ngon, dễ ăn và có lợi cho sức khỏe, nhưng nó lại là thực phẩm không có lợi cho một số người. Vì vậy, nếu bạn thuộc những nhóm đối tượng sau, nên hạn chế ăn quýt. Những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa hạn chế ăn. Trong dịch nước ép các quả thuộc loại cam, quýt, phần lớn có chứa thành phần axit citric với hàm lượng tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat, chất thường dùng để chống đông máu. Chất này sẽ tạo phức với ion Ca2+, do đó cản trở quá trình tạo prothrombinase và thrombin là những yếu tố quan trọng tham gia trong quá trình đông máu. Vì thế, những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa như dạ dày, ruột, ở các vết mổ chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí cả ở các trường hợp có các vết viêm loét có nguy cơ xuất huyết, nếu
ăn loại quả cam quýt cũng phải thận trọng để tránh hiện tượng chảy máu ở chỗ bị tổn thương. Người đang bị ho. Các loại trái cây họ cam quýt có lợi cho sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, trong những ngày trẻ bị ho, những loại quả trên sẽ không giúp con trị ho mà còn khiến nặng hơn. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Vỏ quýt có thể chữa ho, lòng đờm, nhưng thịt quýt lại có tác dụng ngược lại. Trong thịt quýt có chứa lutein, lớp mỡ tích tụ dưới da làm cho cơ thể vận động một cách nặng nề, chậm chạp, vụng về, khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Bạn hãy thay thế bằng những loại quả nhiều nước như dưa hấu, dứa, táo, lê hay nho. Tuy nhiên, chỉ nên uống với một lượng hạn chế, tránh uống nhiều. Một số lưu ý khi ăn quýt. Không ăn kết hợp quýt và củ cải cùng nhau. Củ cải sau khi vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng sản xuất ra một chất gọi là sulfat và sớm chuyển hóa thành chất gây ức chế tổng hợp, hormone tuyến giáp là thioxaminas. Nếu lúc này mà ăn quýt, flavonoid trong quýt sẽ bị phân giải trong dạ dày và chuyển thành hydroxyl và axit ferulic. Hai chất này có thể tăng cường tác dụng ức chế của thioxaminas đối với tuyến giáp, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Đang đói không nên ăn quýt. Trên thực tế, quýt có rất nhiều công dụng, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một lần và không nên ăn trong khi đói, bởi quýt chứa axit, nó dễ làm tổn thương dạ dày.